Hello. Hôm nay bọn mình có một buổi chụp. Đây là Hồng, đây là Thắng. Đây là một cặp đôi nhà bạn thân rất dễ thương. Các bạn ấy book lịch chụp cách đây một tuần. Hello. Hôm nay bọn mình có hai concept và một trong hai concept đấy thì được thực hiện tại Cam Cà Phê. Thì là đâu ở Cam Cà Phê. Tay chạm xuống cái tàu kia. Đấy, đúng rồi. Bén tóc nhẹ nhẹ lắm. Thì tay kia cầm nó sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà em chỉ đúng ở đấy, em tạo dáng thẳng ở đấy thôi. Nó không đúng đóng phim, nó không cần hành động. Em cứ đúng ở đấy, em có thế là đúng không? Nhìn xuống, nhìn xuống. mở ra kéo ra nhá, ngó, mở ra kéo ra ngó. Đấy. Rồi đứng tại cửa đấy là thang tay, đúng rồi, đúng như thế, đúng như thế. Đeo hẳn ba lô vào, đá hẳn vào đây. Không xuống, bao giờ nếu mà tay này nó sẽ đặt vào trong. Nhìn xuống cái dưới đất nào. Không chuột từ trong ra, trong ra ngóng vào trong. Không, bởi vì là cái kia đó là dưới sờ. Còn nó là dưới dưới góc đây. Kéo để làm sao tay cũng phải thoải mái. Đây mình tượng đâu mà. Đúng đâu là một tượng. Cái đó bút cái chân nó lại. Bút lòng cái xong thì nó là cái chân. Em nhìn thấy nó, em ngó. Tôi cái vương kia. Còn em lấy màu hắc. Nhìn lại bọn em nhìn đồng thời. Thì chị đến 1, 2, 3 thì hồng vé tóc lên xong quay xong thẳng quay cho nhìn chị nhá. Đấy được rồi. Ừ. Em cứ nhìn chỗ kia đi, thoải mái đi. Nào 3, 2, 1 action. Ui chị bỏ 1, 2, 3 ra hai đứa cười ngót vào đây luôn. Cười tập tươi vào. Ừ. Em này này. Xong đổi. À ừ. Nhìn qua vậy. Chị thấy là khó. Bạn đang làm gì các bạn ơi? Mình mang khăn len. Tắm không? À mình dỡ tay tắm 5 bằng 35. Không thấy mà ăn đâu, gầy quá, tối đi ăn đi. phía bên trong vào một tí, ngó ngó chị như kiểu đang ngó chị nhá. Đấy. Ngó chị ấy, đúng không? Nó to lên bạn ơi, nhạc to mồm bạn. Đó. Mình thay len để chụp chân dung, mình rất là thích chụp chân dung lên 8 năm. Xong chưa? À. Rồi mỗi đứa nhìn về một hướng nhá. Quảng cáo cam quá. Cái kia có thể đút vào túi hoặc cầm lên. Không vào túi à? Ừ, chúng ta như này không à? Tao ở nhà ngồi giống hello, bọn mình đang có ở mặt ở địa điểm thứ hai của buổi chụp hôm nay trong concept thứ hai. Đây là Big C. Đây, tôi cũng có mặt ở nhà ga 93/4. Hãy subscribe cho kênh Tim Sơn Vlog để không bỏ lỡ là cái chữ nữa. Ủa, chắc thêm thôi. Ủa, đúng rồi. Chính nghĩa là sau này rất nhiều đứa đi tìm đây quyển sách gì đôi bạn thân. Gì? Lên tivi không? Vẫy tay chào chú gái. Nào, chào Tim Sơn Vlog nào. Nào 1 2 3. Chào Tim Sơn Vlog. Lên tivi. Nhìn thẳng vào đây lại một lần nữa. Chào Tim Sơn Vlog. Đặt tay cái. Yeah. Ngồi đấy, ngồi ok. Hai đứa đứng tựa vào nhau, tựa lưng vào nhau. Hai đứa đứng tựa lưng vào nhau đấy. Chú làm nhiều quay này không? Chú á? Mấy triệu đồng. Đây, môi hơi kiểu hờn vỡ tí kiểu đấy, hai đứa đều chuyển môi lên thì những môi là đấy như chị à. Rồi, để mua bình thường là phải uống bình thường, hơi thôi phải mua ra để tựa nhẹ đầu vào nhau thì chị bỏ kính hơi chuyện một tí rồi. Ok. Nhìn thấy mà, không phải lo đâu. Nhìn thấy chị bảo chứ. Đúng rồi. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Kính chào các bạn đã tham quan và mua sắm tại siêu thị Big C Long. Thưa trong ngày nay với giá cả từ 300.000 trở lên, không bao gồm vé giá 59.900 hay còn 29.900 đồng một lớp, không bao gồm còn vé ô van giá từ 206.000 hay còn 139.900. Yeah, photographer. Ê, hai đứa phải chạy đấy. 3, 2, 1, bắt đầu chạy đi. Lon ton. Rồi ok, như này chủ tông ác rồi. Đây rồi làm chương trình ý ạ. Tựa hẳn lưng vào, để hẳn tay lên đằng trước đi, tựa lưng vào nhau thôi. Đổ kiểu... Ok, đây được chưa ạ? Chạy dưới kêu tí, chạy dưới kia nữa, khi nào chị hô chạy nhá. Từ okay. Đây gọi là... Cái bộ đi lấy hơi đi, khi nào xong rồi đi bao số là chị bảo dừng người dừng xong rồi. Đây là hành xác tham. Nhanh okay. Lên! Ok. Rồi. Rất gọng. Biến rất gọng. Quay lại đây, quay lại đây. Có cái cảnh đi ở trong cái nhà ấy. À ok, sao em không nhớ nhưng mà thôi chạy vào. Chạy đây nhìn nhau nào, nhìn nhau nào. Không chạy lại kia nó mới đẹp em ạ. Hả? Chạy lại mới đẹp. Ừ. Thôi đuối đừng chạy. Ba. Ok rồi. Đẹp vậy. Cái này đẹp mà. Cái này đẹp quá luôn. Đây. Anh có nói với em đâu mà. Điên à? Ô, cái cột đấy. Đâu bắn nữa là Dũng ấy. Ok, lần này chị đã nói câu xong rồi, thật sự là xong rồi. Taxi không em? Taxi không em? Taxi không? Bạn mày đấy. Taxi không chị ơi? Không. Tụi lót cái nữa được không? Không. Không. Khi chị tôi nói kết thúc và đây là kết quả. Tiếp tục. Cái nữa mà. Bạn nó thẻo hết rồi. Đéo ơi. Đây à, đây à. Quay từ cải biến, quay hậu trường chứ không phải là quay. Thắng ơi, đi vòng bên đằng trước đi, đứng đối diện với nó, đứng lệch nó ra một tí. Lác à? Thì vòng bên đằng trước. Ok, đứng ra phía kia một tí. Rồi tuyệt vời đấy, cho cái cô đấy quay mặt vào nó, hai đứa đừng nói chuyện với nhau. Đây là Big C và bọn mình đã kết thúc bộ ảnh tại đây sau 2 tiếng làm việc. Hẹn gặp lại tất cả mọi người những bộ ảnh sau. Thử nhá, cảm xúc hai bạn bây giờ như thế nào nhỉ? Ok, một bạn thì lag lắm rồi, bắn tơ nãy giờ lag. Các bạn nam mình như nào rồi? Bị dính tơ nhiều quá, có lag không? Quá hay, bây giờ đây nó có bạn mới. À, taxi à? Anh taxi. Anh taxi ơi, anh taxi.